Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2022, giá phân bón các loại vẫn ở mức cao, nhu cầu một số phân bón tại các khu vực yếu. Tuy giá phân bón trong nước đã có sự giảm nhẹ từ cuối năm 2021, tuy nhiên chi phí đầu vào cũng vẫn cao và giá nông sản bán ra ở mức thấp, đặc biệt là giá lúa. Vì vậy, điều đó khiến cho nông dân và một số người hạn chế sử dụng phân bón, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng. Cà Mau 875 đến 920.000 đồng, Phú Mỹ 865 đến 900.000 đồng, Ure Hà Bắc 802 đến 880.000, Ninh Bình 850.000 đến 890.000, Trung Quốc 890 đến 950. Ure Indo hạt đục 880 đến 940.000 đồng, Ure Malaysia hạt đục 808 đến 940.000 đồng, DB Hồng Hà 1.150.000 đến 1.250.000 đồng, Đình Vũ là 930.000 đến 990.000 đồng, Lào Cai là 925.000 đến 970.000 đồng, Philippines 1.050.000 đến 1.150.000 đồng, Hàn Quốc 1.280.000 đến 1.350.000 đồng, Cali Miễn, Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 804.000 đến 890.000, Ba Con Cò 870.000 đến 930.000, Canada 870.000 đến 920.000, Israel 870.000 đến 920.000 đồng, Belarus và Jordan cũng bằng giá với Israel 870.000 đến 920.000 đồng, Cali Israel hạt nhuyễn 670.000 đến 700.000 đồng, Cali Israel trắng 675.000 đến 700.000 đồng, NPK 16-16-16 Nga là 800.000 đến 860.000, NPK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 770.000 đến 801.000, Việt Nhật là 760.000 đến 800.000, Nga là 775 đến 820.000 đồng, NPK 20-20-15 Ba Con Cò là 904 đến 980.000, Bình Điền là 902 đến 960.000, NPK 20-20-15 TE Bình Điền là 906 đến 990.000 đồng, Phân Lân Súp Bê Lân Long Thành 206 đến 300.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá phân Ure Cà Mau 900 đến 950.000 đồng, Phú Mỹ 910 đến 960.000 đồng, Ure Hà Bắc 880 đến 930.000 đồng. NPK 20-20-15 TE Bình Điền là 906 đến 990.000 đồng. NPK 20-20-15 Bình Điền là 903 đến 970.000 đồng ha bà con. Phân Lân Măng Điển có giá là 300 đến 340. NPK 16-16-8 Cà Mau là 804 đến 890. Còn Phú Mỹ là 850 đến 890.000 đồng. Phân Cali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ thì bằng giá 804 đến 890.000 đồng. Tiếp theo, kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ báo giá phân bón ở khu vực Đông Bắc Bộ nha bà con. Phân Cali Israel hạt miễn là 900 đến 960. Phân Cali Belarus bột là 700 đến 750. Cali Israel hạt nhuyễn 700 đến 750. Cali hạt nhỏ Canada cũng 700 đến 750. Bà con lưu ý nha, giá nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định giữa các khu vực tùy vào cái mức độ hút hàng nữa. Cũng như là cái cách bà con là mình mua, mình trả tiền mặt hay là mua đầu tư, nó cũng sẽ khác nhau một chút. Bà con lưu ý giá như hôm nay nha. Cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã luôn đồng hành cùng với kênh để mang đến nhiều thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Bà con cũng hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Kính chào và hẹn gặp lại.